chẳng giấu gì bà con, tôi đây chính thức là xã trưởng. Nhà cỡ phú gia phong lức tía, tuổi đã già lay là còn hiếm, cầu tứ phương mới được một mụn con trai. Mà không biết cái giờ này nó lại đi đâu đây. Để gọi xem nó ra đây đâu, xem nó có nhà nó đi đâu đây. Bớ thằng cu lên. Đứa nào gọi gì ông ấy hủ. Thế thì nó tưởng trẻ trâu gọi nó. Tao đây, bố mày đây, ra đây báo bổ. Thế bố có bảo ông ra đây có cái công cái việc gì đấy hả bố? Mày ra đây để ông cho mày đi ăn cưới em mày đây. À thế ăn cưới có phải mang vàng hương không nhỉ? Thế cái con này mày, thằng này mày điên à? Đi ăn có cưới được mang vàng hương à? Mang chầu câu ra đây. Rồi, đúng. Các bác lùi ra để em rước cái vong linh em ra hồ thằng bố nào. Gớm, không ra thì lại bảo là không ra. Ra em đom trông toán người xinh kẻ đẹp trời. Chồng thích thế. Lễ hội làm gì chả có người xem. Ôi dồi ôi bà con ơi, hôm qua em đi du thị chợ đấy. Cái tàu đi hội chợ ra để du thị chợ ấy. Gớm gớm gớm, có mấy đứa con gái nó cứ phải rồi em. Nó nhìn em lại chọn em. Gớm, cô thì non. Gớm, cô thì trông. Gớm, có quá lại cúi xuống nhuồn. Đây, thân hình vạm vỡ của em đây. Nhìn đi. Ngắm trong kỹ đi. Không về lại bưng mâm cơm ra, lại cất mâm cơm đi. Gớm, nhiều cô lại còn vẫn quẩy em ấy. Các cô đây bảo. Các cô còn vén váy lên rồi, các cô tóc váy. Thế này nè, ví khỏi. Đêm trăng nặng thề bồi, nay vớ được ông xã rứt môi. Đây môn, thế có đẹp không chứ gì? Rứt môi bọn xinh lắm đây. Thằng con lớn đã ra rồi đấy hả? Bố ra rồi hả bố? Bố ra rồi. Bố gọi ông ra đây có cái việc gì hả bố? Thế mày ông với ai đấy hả? Bố hôm qua em ngồi chiêm bao đấy bố ạ. Kìa, người ta nằm chiêm bao sao lại ngồi chiêm bao? Ngủ gật cơ mà. Thế ngủ gật mới lại chiêm bao được à? Thế mày chiêm bao như thế nào? Em ngồi chiêm bao có một ông nhá, râu tóc bạc như bố. Mà chống cái gậy hư tráng cũng như bố. Trời ơi, thế ông nói sao nữa? Ông bảo thế này này. Thế nào? Ông bảo này. Bố cứ lớn. Về bảo thằng bố mày. Lấy vợ cho mày. Không muốn đánh chân cái cha mày. Ôi, không mẹ bố. Vợ này. Vào đây. Thế mày làm cái gì đấy hả? Mặt đây vào đây mà bông. Thế mày tưởng tao là ruồi à? Ruồi ơi, ruồi. Mặt đây vào đây mà bông. Thôi mày bỏ cái chân xuống, tao nhờ. Tôi phải giữ miếng của tôi chứ dơ chửa. Thế mày gọi em mà ra đây để tao dạy chuyện nghe chưa? Có một kim nhan đến hỏi em mày. Thế mày gọi nó ra đây để tao gả chồng cho nó. Ui giời ơi, gớm, có một mụn con gái đòi gả, mai lại đòi gả. Thế còn người trong nhà không đem ra mà gả lốt đi. Mày bảo còn ai nữa mà ra gả? Vợ ông ấy. Bố thằng cu lớn, mẹ nó đã chết mười mấy năm rồi, nó còn bảo tôi mang bà ấy ra mà gả. Thôi, mày gọi nó lên đây đi. Sĩ Vân đâu? Ra đây cho bố mày bảo đấy này. Thế nó không phải là
là con tao mày nói là con mày mà mày bảo sao bố bảo lại. Tôi gọi phần mẹ tôi chứ dơ chửa. Trời ơi. Thôi gọi đi. Xí Vân đâu? Dạ. Ra đây cho bố mày bảo này. Trình lấy cha con đã ra hồng. Trình lấy cha con đã ra hồng. Gớm gớm gớm. Bảo đi xay lúa thì đâu tay. Bảo đi ra gạo thì đâu chân. Bảo đi lấy chồng thì con ra ngay đi ạ. Con ra ngay đi ạ. Mày có ra trình trước mặt cha con khép cái tàu lá chuối vào không? Con gái con đứa ra trình trước mặt cha phải e thẹn thùy bị nết na. Nhìn anh này. Nhìn anh chưa quạt lửa người mà học tập với này. Vâng. Nhìn chưa? Trình lạy cha, cha đòi con trai ra đây có cái công cái việc. Việc gì? Cha đòi con trai ra đây, quý tử xin đòi lấy vợ. Úi giời mày này cái chị vợ này, này thì vợ này. Úi giời ơi, ông làm quan ăn ở bất nhân thân đức. Không có con ông thì đi cầu hết miếu lọ đèn kia mới sinh được ra tôi. Tôi chỉ thương cho mẹ tôi thôi. Mẹ tôi lắm chìm 8-9 cái giấc vô mới sinh được ra tôi. Chứ còn ông, ông được cái việc gì? Ông chỉ được xong rồi ông ngồi thở chứ ông được cái việc gì? Ôi, cái thằng này. Thế mà nay ông đánh vùi, mai ông đánh dập. Tôi bay về đèn chết quách cho sao. Trời ơi, thôi thôi thôi, cu lớn ơi. Thôi, ông bảo này. Gì? Để ông để bố gả chồng cho em mày xong. Rồi ông sẽ lấy vợ cho mày. Thế còn thừa tiền nằm ma cho ông luôn thả đấy. Con thằng này. Này. Thôi. Gọi em mày ra đây để ông để bố dạy chuyện đây. Xí Vân con. Xí Vân con. Thế nó là con mày à? Tôi gọi phần mẹ tôi chứ. Giờ Xí Vân con. Dạ. Xí Vân con. Đấy lại nó là con mày à? Tôi gọi phần mẹ tôi chứ. Thế mày không nhịn tao được một câu à? Ông không kém tôi được một tiếng à? Mày thì như cái biếu. Ông như cái tật. Có mày cũng bằng thừa. Có ông có bố như ông cũng bằng thiếu. Thôi thôi, để tao gả chồng cho em mày xong rồi tao lấy vợ cho mày. Xí Vân con. Dạ. Hôm nay có Kim Nhan đến hỏi con cùng. Có lên chăng thì con cứ nói để cha gả cho con. Trình lạy cha, cha sinh con ra phận gái má hồng. Cha đặt con đâu, con xin ngồi đây. Ôi ơi ơi, chớ dại dột em ơi, chớ dại dột em ơi. Gớm, cha đặt đâu, con xin ngồi đấy. Ông ấy đặt cái chỗ êm mái thì mày ngồi không trao. Ông đặt vào cái cặp trâu, mày ngồi luôn rượt rượt rượt. Cha mày ra hỏi sao ngu thế, bảo không nghe, ngu thế. Thôi, Xí Vân con. Thế, dạ. Đấy có Kim Nhang đến hỏi con. Hôm nay con làm sao, thấy con ý con thế nào thì con cứ nói. Để cha lo cho con yên bề ra thất về nhà chồng. Vâng, theo ý cha thì con xin đồng ý ạ. À. Thôi, bây giờ ta già rồi. Ta giao cho thằng cu lớn nó dạy bảo rồi là có thế nào thì bảo anh nó chia cho ít của nghe chưa? Vâng. Thôi tao vào già rồi, tao vào trong tao nghỉ. Cú vào lớn. Vào đây. Ở đây dạy em nhá. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Ở đây này 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 này. Cái gì nữa? Bảo cái, bảo cái. Bảo gì? Đi vào trong ý. Vào trong nhà mà chơi nhá. Đừng có lủi thủi ra vào ao trẻ con nó xô ngã chết đuối. Nghe chưa? Rồi. Ôi, ta dạy em mày đi. Cụ nhất đi rồi. Bây giờ đến cụ nhì đây. Ai quyền?
tiền huynh thế hụt cái nhà này nhé. Cậu chứ còn ai? Thằng con cô đó đâu? Dạ. Còn thằng Dương đâu? Em có lời chào anh cả sứt à. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, mày chưa về làm rể tao mày đã bêu xíu tao à? Mày không bêu xíu tao là sứt chắc cả làng không biết tao đang há hốc hết cả mồm vậy. Mày cứ thích há mồm giống tao không? Ông cho mày chết đi, ông cho mày chết đi, ông cho mày chết đi. Thôi, lùi ra. Anh làm lễ tơ hồng cho chúng mày về nhà cho nó mát mẻ. Đứng lùi ra. Vợ chồng ngắm nghĩa xong chưa? Rồi ạ. Khởi chính cổ. Chính cổ là gì hả anh? Là chuẩn bị quần áo đứng nghiêm trang ạ. Dạ vâng ạ. Vợ chồng lửa đứng lửa ngồi. Cái lửa đứng lửa ngồi là gì hả anh? Sao mà ngu thế cơ chị? Là quỳ xuống. Là quỳ xuống. Ngu thế càng học càng ngu. Vợ chồng gãy gập. Gãy gập là gì hả anh? Rồi ôi cúi xuống. Ôi cúi xuống ngu thế không biết được. Nghe tao đây. Duy năm nay là năm nào, tháng này là tháng nào, ngày hôm nay là ngày hôm nào mà tôi không được biết hổ. Đạo tạo kháng tiên kỳ trí nhân tận, trên kỳ ngộ duyên duyên thêm nhất khắc. Ông được rể bà được dâu, lạc đồng lạc họ tăng thêm thọ, phép thánh hiền sinh ra giá thu, từng đại tâm bát bổ luận tài, gái làm trai cho duyên phận hằng hài, gái làm dâu cho duyên phận duyên hài, cho xứng chữ nữ công nữ tạc. Rồi hai đứa này cũng thích làm ghê rồi. Rồi anh chưa cổ hồi môn nhá. Dạ thưa anh, cha mẹ để cho anh em mình những của hồi môn có những thứ gì hả anh? Đấy, anh cha mẹ để cho anh em mình 3 xào ruộng, một con trâu, một con mèo, mấy cái cối đá thủng. Thế chúng mày lấy cái gì anh cho tuốt, anh không có tiếc chúng mày cái gì cả. Chọn đây. Thế thì cha mẹ để cho anh em mình những của hồi môn thì thôi em xin anh 3 xào ruộng. 3 xào ruộng á? Vâng. Không được, trâu tại em thui. Thế anh để cho vợ chồng em con trâu ạ. À. Trâu à? Ôi dùng tao bỏ cỏ à? Thế thì anh cho em xin con mèo về để em bắt chuột. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, nhà tao nhiều chuột cống lắm. Úi dồi ôi, không được đâu, nó ăn hết thóc cho tao, không được. Không được, không được. Thế thì trâu anh cũng không cho. Mèo anh cũng không cho. Thì anh cho chúng em cái gì à? Gớm, anh cho vợ chồng nhà mày nhá. Cho con này này, cái chày. Cho thằng này cái cối. Vâng, thế thì đem nhau về mà giá cua. Anh đi ăn cỗ đây. À này. Dạ. Anh bảo này. Anh bảo gì em? Về làm dâu ấy là phải thủy con gái con đứa là thủy mị nết na nghe chưa? Vâng. Có cái tính tà ma tắt mắt đi. À, chùa mày. Thì chùa anh đi. Sao anh lại nói em ở giữa chỗ chúng quân thế này? Anh nói thế. Còn anh bảo này. Vâng, về nhà chồng nhà mày có nuôi cái con gà hồ mà chân nó to bằng này này. Đấy. Hôm nào bố chồng đi vắng mày ăn trộm cho anh hai con gà đút túi và anh làm giống nhá. Ê, anh ơi.